Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Tiên phong, độc nhất và khác biệt, đó là tiên ngôn mà Haplot đem lại trong thế kỷ thứ 21. Tiếp nối truyền thống Art of Fusion, nghệ thuật của sự pha trộn, thì dòng đồng hồ Classic Fusion từ khi xuất hiện vào năm 2004 đã đem đến một cái nhìn mới về quan điểm thẩm mỹ trong thế giới đồng hồ. Nằm trong concept ăn khách, all black, chiếc đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay có tên gọi là Haplot Classic Fusion Black Magic với số hiệu 511CM1770RX. Dòng thiết kế All Black được ra mắt lần đầu năm 2006 là mẫu thiết kế nổi bật, dễ nhận thấy với cấu trúc duy nhất một màu đen, đem lại cái nhìn cuốn hút cũng như bí ẩn trên tổng thể chiếc đồng hồ khi đeo trên tay của nam giới. Tiếp nối một màu đen tổng thể thì chiếc Black Magic là sự pha trộn của các chất liệu khác nhau như là gốm ceramic ở bộ vỏ khung, sợi carbon ở trong mặt số, những cái đinh ốc titanium ở trên vành bezel. Trước hết là bộ vỏ khung truyền thống được lấy cảm hứng từ ô cửa sổ dáng tròn của những con tàu thời kỳ trước với đường kính 45mm. Đây thực sự là một đường kính khiến cho nhiều người đàn ông Việt Nam phải e rẻ. Nhưng thực tế, với dáng vỏ sandwich với xếp lớp nhiều tầng như thế này, chiếc đồng hồ này chỉ dày khoảng 11mm mà thôi. Khi đeo trên tay, nó không quá cồng kềnh. Bộ vỏ sandwich vốn là bộ vỏ khung truyền thống mà ta tìm thấy trong nhiều thiết kế trước của Haplot, như là trong những chiếc Big Bang nổi tiếng. Tuy nhiên thì trong dòng Classic Fusion, đặc biệt là trong chiếc đồng hồ Classic Fusion Black Magic ngày hôm nay, thì bộ vỏ sandwich này chỉ có 3 tầng với vòng bezel, vòng đệm và lớp khung chính mà thôi. Còn những chiếc Big Bang nó sẽ có tận 5 tầng. Với chiếc Black Magic này thì tầng trên cùng là một vành bezel được làm từ gốm ceramic với bề mặt đã được làm sức mờ với những cái đường xước từ trên xuống dưới, đường xước dọc. Bên trên đó là 6 đinh ốc được cách điệu bằng titanium, cách điệu cái chữ H, và đây được xem là trong những đặc trưng để ta có thể nhận biết những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Haplot. Với kiểu thiết kế những đinh ốc trên vành bezel này làm ta liên tưởng đến cái cách trang trí từng xuất hiện trong những chiếc đồng hồ biểu tượng Royal Oak đến từ thương hiệu Audemars Piguet. Những chiếc đồng hồ bằng thép không gì nhưng lại có mức giá quá là cao, một mức giá trên trời. Đặc biệt, khi nhìn nghiêng, bộ vỏ khung này là một sự sắp đặt có tính toán của nhà sản xuất Haplot. Với cái phần trên này là vành bezel được đánh bóng, ở giữa là một nút đệm xước mờ thôi, và cuối cùng là một lớp vỏ khung chính đã được đánh bóng. Hơn nữa, với chất liệu gốm ceramic từ bộ vỏ khung cho đến núm chỉnh giờ bên góc này thì chiếc đồng hồ Haplot Classic Fusion khá là nhẹ trên tay so với vẻ ngoài hầm hố. Hòa mình vào thiết kế All Black, dây đeo cao su đi kèm cũng có màu đen. Đó, đây là... Thực chất thì đã có khá nhiều người băn khoăn về chất liệu cao su, liệu nó có nên xuất hiện trong những chiếc đồng hồ cao cấp hay không. Tuy nhiên, với chiếc đồng hồ Black Magic này thì bạn nên thử trên tay để cảm nhận chất liệu cao su lưu hóa đã được Haplot nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm. Và chắc chắn rồi, dây đeo cao su không phải xuất hiện lần đầu tiên trong chiếc Black Magic mà xuất hiện trong nhiều thiết kế, cả trong những chiếc Haplot Big Band đình đám. Dây đeo này được cố định bằng hai đinh ốc chữ H đây với càng nối dây, gồm những đường vân chạy dọc từ càng nối dây cho đến cuối của dây. Đây, phía cuối dây đeo là khóa cài màu đen. Tuy nhiên thì không phải làm bằng chất liệu ceramic nữa. Khóa cài này được làm bằng chất liệu thép không gỉ phủ PVD màu đen và được đánh bóng. Trong khi đó, phần bên ngoài thì lại được làm xước mờ, có khác tên thương hiệu Haplot ở trên với dạng khóa cài, nhưng mà cái nút bấm này thì chiếc đồng hồ Black Magic sẽ cố định và ôm trọn trên cổ tay người dùng. Không chỉ ở trong bộ vỏ khung mà nhà sản xuất Haplot còn gửi gắm tinh hoa của công nghệ chế tác lên mặt số bên trong. Và ấn tượng ban đầu khi nhìn mặt số này là gì? Là ta như nhìn thẳng vào mặt số bên trong mà bỏ qua lớp kính sapphire. Tại vì sao? Có lẽ đó là sự kết hợp của kết cấu mặt kính sapphire dạng phẳng mà không có bất kỳ một điểm lồi nào cùng với vành bezel phẳng. Nên thực tế khi chúng ta nhìn gần đi chăng nữa,
không hề có sự xuất hiện của lớp kính sapphire tại đây. Mà số phía dưới được làm từ những sợi carbon siêu nhẹ, vật liệu bền, cứng mà trước đây chỉ xuất hiện trong ngành hàng không và vũ trụ, nay đã được nhà sản xuất Hublot ứng dụng vào trong công nghệ chế tác mà số đồng hồ. Và trong chiếc 511CM1771RX này, mà số đã được trang trí bằng cái họa tiết của tấm vải, tức là đan xen lại với nhau có những điểm sáng, điểm tối, nhìn giống như là ta đang tạo hiệu ứng như một cái bức tranh 3D đã được đánh bóng chì hoàn hảo. Nổi bật trên nền mặt số đen là 12 cọc chì giờ được phủ rhodium và trải xước mờ. Nhưng bộ kim thì lại được đánh bóng mới mẻ. Bộ kim dáng bút chì và được thiết kế dạng skeleton đem đến vẻ đẹp hiện đại, hòa cùng nét mạnh mẽ trong tổng thể của chiếc Blazik. Dĩ nhiên thì ta cũng không thể bỏ qua ô cửa sổ nhỏ báo ngày tại vị trí 3 giờ rồi. Đây được xem như mất chấm phá trong tổng thể thiết kế. Toàn bộ hoạt động của bộ kim bên trong cũng như ô cửa sổ báo ngày này được điều chỉnh thông qua một núm chỉnh giờ nhỏ tại góc 3 giờ, cũng bằng gốm ceramic được đánh bóng gồm những cái khía cạnh, và phía trên cùng là một lớp cao su, miếng cao su đệm có biểu tượng chữ H Hublot. Và ngay lúc này đây, tôi sẽ thao tác đúng chỉnh giờ để các bạn xem cách điều chỉnh giờ cũng như là ngày của chiếc đồng hồ Blackmagic này nhé. Hiện tại thì đúng chỉnh giờ vẫn ở nguyên trạng thái ban đầu, tức là chúng ta không điều chỉnh gì hết. Để có thể điều chỉnh được thì ta đẩy nó ra thôi, để nhẹ nhàng. Nước thứ nhất là để chỉnh ngày. Hiện tại bây giờ là 10:10. Và tôi cũng không biết đây là thời điểm sáng hay tối nữa, cho nên tôi sẽ không điều chỉnh ngày và thời điểm này. Bởi những cái chiếc đồng hồ có ô cửa sổ báo ngày thì không nên điều chỉnh ngày vào khung giờ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Cho nên tôi sẽ đẩy thêm nước nữa để có thể điều chỉnh giờ trước. Chúng ta sẽ chuyển đến cái thời điểm an toàn như là quá 2 giờ. Ok, bây giờ là 4 rưỡi thì tôi sẽ điều chỉnh tại đây lúc này. Đẩy nhẹ vào một nấc. Rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh ngày xem sao. Kéo xuống, đẩy xuống. Rồi, 1, 2. Đó là hoàn tất quá trình điều chỉnh bộ kim cũng như ngày của chiếc đồng hồ này. Để có những màn trình diễn ấn tượng trên mặt số như đường chạy mượt mà, gươm dây, nhảy lịch chính xác, thì bộ máy tự động HUB1112 đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm mà nhà sản xuất đặt ra. Bộ máy HUB1112 có thể được quan sát ở đằng sau nhờ vào lớp kính sapphire trong suốt ở phần nắp đáy. Bộ máy HUB1112 là một cải tiến được thực hiện bởi Hublot dựa trên bộ máy nền tảng Celita SW3001. Dĩ nhiên, thông qua lớp kính sapphire đằng sau nắp lưng này thì rotor có chữ Hublot màu đen, vốn cung cấp năng lượng cho bộ máy này hoạt động trong vòng 42 giờ cũng có thể thấy rõ, không thiếu bất kỳ một chi tiết nào hết. Về mặt hoàn thiện thì khung chính của bộ máy HUB1112 này gồm những cái đường xước mờ thẳng thớm chạy dọc từ trên xuống mà chúng ta khi nhìn nghiêng mới có thể thấy rõ được. Rõ ràng là phải đứng dưới cái bóng quá lớn của người đi trước. Thường có hai lựa chọn cho những người phía sau, một là núp dưới cái bóng, hai là bắt buộc phải vươn lên thôi. Thì ra đời vào năm 2004, dòng đồng hồ Classic Fusion của Hublot tưởng chừng không thể vượt qua được cái bóng của người anh em quá lớn, những chiếc đồng hồ Big Bang. Nhưng sự đón nhận của giới mộ điệu hiện nay chính là minh chứng rõ rệt nhất cho dòng đồng hồ vốn sinh sau đẻ muộn nhưng lại có sức sống hết sức mãnh liệt này. Thì hiện tại, Hublot Classic Fusion 511CM1770RX có giá là 9.500 USD, đấy là giá niêm yết. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể truy cập vào www.giabaoluxury.com để nhận được một mức giá hết sức hợp lý hơn đến từ Gia Bảo Luxury. Hiện tại tôi cũng đã nhờ được người để lên tay chiếc Hublot Blackmagic này. Thì có vẻ với đường kính 45mm, chiếc Hublot Blackmagic khá là rộng đối với cổ tay 16cm. Tuy nhiên, với dây cao su đen thì nó vẫn ôm sát cũng như là mềm mại, tạo cái cảm giác khá là thoải mái khi đeo chiếc Blackmagic này trên tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Gia Bảo Luxury. Xin chào và hẹn gặp lại!